Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Ngày hôm qua thì có một số bác khách có hỏi đến chiếc đài radio xách tay và ở cái khuôn giá vừa phải. Đấy, thì hôm nay em Tuấn lại có một chiếc đây giới thiệu đến quý vị các bạn. Đây là chiếc Sanyo. Đấy. Model là ZP6260. Chiếc này thì có thiết kế cực kỳ là đẹp mắt nhé. Anten ở trên này, một cái quai sách này. Đấy. Cái form chiều ngang nó khoảng độ 25 cm và chiều cao nó khoảng 20 cm. Và nó có một cái đồng hồ tuning cũng như là battery, có nghĩa là về năng lượng pin, đấy, dung lượng pin báo tròn tròn này, rất đẹp. Công tắc nguồn ở đây các bác nhá, bật lên này. Đấy. Bên này là AM và bên này là FM. Chiếc này thì FM 90 nhưng mà đã nâng lên FM 108 rồi. Nói chung là AM thì bắt rất tốt, rất nét. Chúng ta sẽ có một cái volume ở bên đây, dưới này là sẽ tông nhạc, bát tép và có cả chỉnh bát tép các bác nhá. Đấy. Bên này sẽ là tép nhiều, bên này là bát nhiều này, để giữa là trung bình. Và bên này là dò sóng tuning này. Đấy. Đài rất là đẹp nhé. Đây, phía sau lưng của chiếc đài này. Đây, tem thông số được in trực tiếp ở trên mặt nhựa nhé. Đài đang còn khá là mới. Đây, em xin phép được để đây và mở pin ra. Đấy. Rất là ok đúng không ạ? Đài chạy 3 viên pin đại nhé. 4,5V. Đây, em Tuấn sẽ test nhanh cho các bác thôi. Tranh thủ thời gian. Đây, em Tuấn sẽ bật nguồn lên này. Vào ngày 26 tháng 5 năm đấy. 2013, với mục tiêu là đột phản ứng nhanh, đi đầu trong các phong trào đấy. Ngoài ra, bộ tự tổ chức các cái hoạt động về thiện nguyện, hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những mảnh đời còn. Ở bên này thì vì em đang ở dưới tầng hầm nên là nó cũng hơi bắt sóng, nó hơi kém, mong các bác thông cảm nhé. Đấy. Cát trắng thoai thoải ngập trong nắng hè, bên bờ biển đẹp dưới hàng dừa xanh mát rì rào, gợi cho người nhạc sĩ những suy tư về cuộc tình đã qua. Mượn hình ảnh dã tràng xe cát biển Đông trong văn hóa dân gian Việt Nam, tác giả liên tưởng đến chuyện tình của mình, nhưng cũng là chuyện tình của bao người. Đây là một hình ảnh rất độc đáo, thú vị, để lại. Có cả rắc chạy điện 100V nhé. Đấy, các bác có thể dùng điện lưới cũng được. Đức Tuấn trình bày. Đa phần thì chúng ta sẽ dùng pin. Những chiếc đài nhỏ thì chúng ta dùng pin thì nó sẽ hợp lý hơn, nó gọn hơn, không phải dây rắc gì cả. Đó. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 2.300.000 đồng nhé. Đấy, bác nào đang có nhu cầu tìm cái radio này về chơi sưu tầm cũng như là để ở đầu kệ, đầu tủ, đầu giường cũng rất là tiện. Đấy, 2.300.000 này em đã bao ship toàn quốc rồi. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444. Đấy, và số điện thoại trên cũng là số Zalo nhé. Các bác có thể kết nối Zalo với em. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.